Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin từ giải thưởng Lenin đến huân chương lao động hạng 3. Thưởng tiếp tục là một trong những nội dung được bàn luận rôm rả trên mạng xã hội tuần này sau khi từng khuấy động dư luận tuần trước. Chuyện ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam được tặng giải thưởng Lenin hóa ra là một quan hệ nhân quả với việc ông Trọng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á, là doanh nghiệp đang làm cả nước phát sốt vì sản xuất kinh doanh bộ xét nghiệm COVID-19 Made in Việt Nam. Giữa tuần trước, hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam đồng loạt loan báo ông Leonid, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, là Đảng Cộng sản Liên bang Nga, vừa trao tặng ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam giải thưởng Lenin. Bởi hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam nhấn mạnh rằng giải thưởng Lenin là giải thưởng cao quý nhất của Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Liên Xô, nên việc Tổng Bí thư và Đảng ta hoan hỉ với giải thưởng này mới thành chuyện. Các báo Việt Nam viết rằng việc Đảng Cộng sản Liên bang Nga trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giải thưởng cao quý này nhân dịp 150 năm kỷ niệm ngày sinh của Lenin thể hiện sự trân trọng và ghi nhận đối với những đóng góp xuất sắc của Tổng Bí thư, nhà hoạt động chính trị lỗi lạc được đánh giá cao tại Nga và trên thế giới trong việc phấn đấu về công bằng, nhân văn và tiến bộ xã hội, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và nghiên cứu làm phong phú lý luận và thực tiễn cho việc phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, cũng như những nỗ lực không ngừng nhằm củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga. Đảng Cộng sản Liên Xô không chỉ bị các đảng viên của nó nhất trí khai tử cách nay đúng 30 năm, tức vào năm 1991, mà còn bị cấm hoạt động trên lãnh thổ Liên Xô vì tổ chức đảo chính nhằm giành lại quyền thống trị Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, tức là Liên Xô. Đảng Cộng sản Liên bang Nga không hề dính líu với Đảng Cộng sản Liên Xô. Đảng Cộng sản Liên bang Nga được thành lập vào năm 1993, và trước giờ vẫn xác định chỉ là tổ chức chính trị kế thừa của Đảng Cộng sản Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga, một trong những quốc gia thành viên của Liên Xô mà thôi. Đảng Cộng sản Liên bang Nga chỉ là một tổ chức chính trị bình thường tại Liên bang Nga. Ông Kalashnikov trao tặng giải thưởng Lenin cho Nguyễn Phú Trọng với tư cách phó chủ tịch đảng của ông, kể thêm chức danh của ông Kalashnikov trong Quốc hội Liên bang Nga là chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, liên kết Á-Âu và Kiều Bào. Nó na ná như chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Việt Nam, chẳng khác gì cố tình lập lờ nhằm gây ngộ nhận rằng giải thưởng mà ông ta vừa trao trọng trọng là giải thưởng của chính quyền Liên bang Nga, đem Đảng Cộng sản Liên bang Nga phối trộn với Đảng Cộng sản Liên Xô, rồi lại phối trộn tiếp với Đảng Cộng sản Liên bang Nga với chính quyền Liên bang Nga, rõ ràng là hành vi rất thiếu lương thiện. Tuy nhiên, chuyện chưa ngừng ở đó. Nhiều người thạo tiếng Nga và thường theo dõi những vấn đề liên quan đến Liên Xô, cũng như các quốc gia từng là thành viên của Liên Xô, đã cung cấp thêm nhiều thông tin đáng chú ý khác. Theo Trung Trần, thì giải thưởng Lenin mà ông Trọng mới nhận được không phải là giải thưởng Lenin thời Liên Xô. Giải thưởng Lenin mà Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giúp ông Trọng tổ chức đón nhận một cách long trọng chỉ là giải thưởng của tỉnh Ulyanovsk ở Nga. Giải thưởng dành cho ông Trọng thường được tỉnh trưởng Ulyanovsk tặng cho những cá nhân được xem là có thành tựu về vạn nhân văn, văn học, nghệ thuật, không liên quan đến chính trị hay chủ nghĩa Mác Lênin. Bạn đọc từ Hiếu Berlin cũng lưu ý rằng giải thưởng Lenin mà ông Trọng vừa được tặng cũng không phải là giải thưởng của một tỉnh ở Nga được trao tặng mỗi năm 5 năm một lần để quảng bá và phổ biến những thành tựu của tỉnh hay những cá nhân tài năng của tỉnh này. Song song với việc cung cấp thêm một sự kiện khác có liên quan đến giải thưởng Lenin mà ông Trọng mới nhận như sau. Vào tháng 7 năm ngoái, một phó chủ tịch khác của Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã trao tặng giải thưởng Lenin cho trại heo Ulusky nằm trong khu vực liên hợp công nông nghiệp của thành phố Irkutsk của Nga. Trại heo Ulusky, nơi cũng nhận phần thưởng cao quý giống hệt ông Nguyễn Phú Trọng, là hợp tác xã chuyên gây giống, chăn nuôi, giết mổ, chế biến và bán thịt heo. Tổng số heo ở trại này lên tới cả 100.000 con. Như vậy, rõ ràng giải thưởng Lenin thời Liên Xô và giải thưởng Lenin thời hậu Liên Xô khác nhau rất xa,
cũng như Đảng Cộng sản Liên Xô đã chết và được tống tiễn cách đây 30 năm, không liên quan gì đến Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Ông Trọng và những người Cộng sản Việt Nam có biết những người khác biệt đó hay không? Chắc chắn là biết. Vậy thì tại sao hệ thống chính trị, hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam còn cố gắng phối trộn như công nhân công ty Việt Á phối trộn chất liệu để tạo ra những bộ xét nghiệm COVID-19 đây? Câu trả lời chỉ có thể là biến không thành có và ngược lại, đã trở thành nguyên lý vận hành của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, chuyên lừa dối người dân. Chính vì vậy, giải thưởng Lenin dành cho ông Trọng chẳng khác gì huân chương lao động hạng 3 mà ông Trọng thay mặt nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng cho công ty Việt Á, hay vô số huân chương, danh hiệu, kể cả danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từng tặng cho rất nhiều cá nhân, nhiều tập thể và không ít cá nhân dựa vào đó để phạm những tội ác nghiêm trọng, không ít tập thể dựa vào đó gieo vạ lớn, gây họa tàn ghê gớm. Mà cụ thể lần này đó là test dở COVID-19 do công ty Việt Á bán ra trên cả nước. Được biết, giải Lenin của Đảng Cộng sản Liên bang Nga từng được trao cho Đại tướng Cuba Raúl Castro vào năm 2019 với những đóng góp tương tự như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, theo báo chí Cuba chia sẻ. Các giải thưởng chính thức tại Nga hiện nay thì có những gì cũng là câu hỏi được đặt ra. Theo các báo Nga, giải thưởng cao quý nhất hiện nay của nước này là giải thưởng quốc gia của Liên bang Nga, có truyền thống của giải thưởng quốc gia Liên Xô, tức là có từ năm 1967. Giải hiện nay có giá trị rất lớn về tài chính là 5 triệu rúp, tức là bằng 180.000 USD. Tuy thế, từ năm 2004, thời Tổng thống Vladimir Putin, nước Nga giảm con số người được trao tặng giải thưởng này hàng năm từ 20 xuống còn có 8. Giải thưởng này cũng không còn được trao tặng cho các chính trị gia mà chỉ ghi nhận những công trạng ở một trong các ba hạng mục như khoa học, văn hóa, văn nghệ và từ thiện. Tổng thống Nga đích thân trao giải này vào ngày 12 tháng 6 hàng năm là ngày nước Nga. Đứng thứ nhì về uy tín là giải thưởng về huân chương Anh hùng Liên bang Nga, tức là hậu thân của anh hùng Liên Xô, có từ năm 1934. Sau khi Liên Xô giải tán, nhiều huân chương, huy chương của nước này được đem ra bán ở chợ trời và trên các trang mạng như eBay với giá rất rẻ. Cũng theo nhà báo Alexei, viết trên trang Ruslan, thì người đầu tiên được giải anh hùng Liên Xô là nhà du hành vũ trụ Sergei Grigakov. Vào năm 2017, một phi hành gia thế hệ sau của Nga, Alexei Oshinsky, được trao huân chương anh hùng Liên bang Nga vì công việc nghiên cứu của ông trên trạm không gian quốc tế. Giải thưởng Lenin thời Liên Xô giá trị như thế nào cũng là câu hỏi đang được đặt ra. Hiện không có tài liệu nào ở Nga xác nhận giải thưởng Lenin của Đảng Cộng sản Liên bang Nga tặng cho lãnh đạo nước ngoài được công nhận là sự tiếp nối của giải hòa bình Lenin thời Liên Xô, như một số báo Việt Nam vẫn đăng tải. Giải thưởng Lenin của Liên Xô từng có uy tín cao trong giới hoạt động cánh tả ở châu Âu, Mỹ Latin, châu Phi và ngay ở tại Liên Xô cũ. Và khi Vladimir Lenin còn sống, ông không cho phép đặt giải thưởng hay huy chương mang tên của mình. Sau khi Lenin qua đời, và Stalin thay ông ta lập ra giải thưởng mang tên mình và tự tay ông ta tặng cho những người được chọn. Tuy nhiên, sau khi các tội ác của chế độ Stalin bị lôi ra ánh sáng, sau đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Liên Xô, lãnh tụ Nikita Khrushchev đã xóa giải thưởng Stalin. Đến năm 1956, ông Khrushchev cho mở giải thưởng mang tên Lenin trị giá 10.000 rúp thời đó, bằng khoảng 9.000 USD. Trong số các nhân vật nổi tiếng quốc tế được trao giải thưởng hòa bình Lenin có Fidel Castro, họa sĩ Pablo Picasso và rất nhiều người khác. Bên cạnh đó có cả nhà lãnh đạo phong trào đấu tranh của người da đen tại Cộng hòa Nam Phi Nelson Mandela, là một trong số các nhân vật quốc tế cuối cùng được trao giải thưởng của Liên Xô mang tên Lenin. Liên Xô trao giải thưởng khiếm diện cho ông Mandela vào năm 1990 khi ông vừa ra khỏi tù nhưng vẫn bị cấm xuất cảnh. Vào năm 1999, ông thăm nước Nga ở cương vị Tổng thống nhưng không hỏi và cũng không ai nghĩ đến chuyện tặng muộn cho ông giải thưởng đã bị xóa đi. Tuy thế, vào năm 2000, Đại sứ Nga tại Cộng hòa Nam Phi đã chuyển giải thưởng cũ này cho ông Mandela để làm kỷ niệm. Nước Nga ngày nay có cái nhìn không đồng nhất về Lenin và bản thân Tổng thống Putin cho rằng vấn đề lớn nhất của Lenin là ông làm cách mạng. Trong các phát biểu của mình,
ông Putin công khai nuối tiếc sự tồn tại của Liên Xô và buồn phiền vì nước Nga ngày nay mất kiểm soát đến 1/4 lãnh thổ như thời Liên Xô cũ, nhưng không mặn mà với ý tưởng phục hồi hình ảnh Lenin. Ông từng nói, cách mạng chỉ tàn phá và không đem lại điều gì tốt hơn trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 27 tháng 12 năm 2021 bản tin Từ giải thưởng Lenin đến huân chương lao động hạng 3. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Scandal Việt Á, ai đã điều khiển từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tiếng Việt tác giả Trần Văn tiếp tục phân tích chuỗi bài Scandal Việt Á, đâu là đầu bạch tuộc với kỳ 2 mang tựa đề Ai điều khiển từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Vụ việc này đang gây chấn động dư luận tại Việt Nam trong và ngoài nước. Cũng theo Đài Tiếng Nói VTV, tức là Đài Truyền hình Việt Nam, diện tích xưởng sản xuất của các bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á chỉ khoảng 10m2 và 10 nhân viên như mỗi ngày sản xuất được tới 30.000 bộ xét nghiệm COVID-19. Thực là một con số sửng sốt. Và câu hỏi đặt ra là tại sao nhà xưởng như thế, nhân lực chỉ có vậy, thiết bị sản xuất các bộ phận xét nghiệm COVID-19 chỉ vỏn vẹn có dăm tủ, chữ lạnh và vài thiết bị tách chiết cũ kỹ, mà tháng 3 năm ngoái, Bộ Khoa học và Công nghệ lại giao cho Học viện Quân y phối hợp với công ty Việt Á thực hiện một trong 4 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, đó là nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện virus corona chủng mới. Đây là câu hỏi mà dư luận xã hội đang đặt ra. Tờ báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam từng khoe khoang giúp Việt Á rằng chỉ một tháng, tức là cuối tháng 1 đến đầu tháng 3, các nhà khoa học thuộc Học viện Quân y và công ty Việt Á đã nỗ lực làm việc một cách sáng tạo, không mệt mỏi, cả ngày nghỉ lẫn ban đêm và được Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ thành lập nhất trí ý kiến đề nghị Bộ Y tế cấp giấy phép sử dụng bộ xét nghiệm COVID-19. Hội đồng Khoa học Công nghệ Quốc gia họp vào ngày 3 tháng 3 năm 2021 và hôm sau Bộ Y tế đã cấp số đăng ký để công ty Việt Á có thể kinh doanh ngay lập tức. Trong tin mới nhất về công ty Việt Á, Đài Truyền hình Việt Nam VTV cũng khẳng định phần lớn nhân viên của công ty này là kế toán, tiếp thị, bán hàng, còn 10 công nhân sản xuất chỉ là phối trộn nguyên liệu theo hướng dẫn rồi đóng gói. Dường như công ty Việt Á không có nhà khoa học nào cả. Nếu thế thì tại sao Học viện Quân y lại chọn công ty Việt Á để hợp tác và giao kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Học viện cho Việt Á khai thác để kinh doanh? Đây là điều cần phải được giải thích. Qua tờ báo Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể thấy công ty Việt Á được ít nhất 2 bộ trong chính phủ hiện nay là Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế tận tình ủng hộ. Chưa rõ Bộ Quốc phòng có tận tình như thế hay không, nhưng tối thiểu Bộ Quốc phòng cũng đã làm ngơ để Học viện Quân y sử dụng các nhà khoa học hỗ trợ công ty Việt Á trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên cung cấp các bộ xét nghiệm COVID-19 cho thị trường trong nước. Đây cũng là một câu hỏi được đặt đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện nay. Và lúc này, hệ thống truyền thông chính thức Việt Nam đang đưa công chúng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sau khi VTV cho biết, trước khi trở thành nhà cung cấp bộ xét nghiệm COVID-19, công ty Việt Á từng là doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu trong lĩnh vực y tế. Doanh nghiệp này có 3.000 khách hàng, thực hiện 1.500 dự án với vốn điều lệ khoảng 1.000 tỷ đồng. Và tới lượt, báo Tuổi Trẻ công bố một phóng sự điều tra mà theo đó vốn đăng ký khi thành lập doanh nghiệp vào năm 2007 của 3 thành viên sáng lập chỉ có vẻn vẹn 80 triệu đồng Việt Nam. Tháng 10 năm 2017, sau 6 lần điều chỉnh thông tin, tuy vốn điều lệ đã tăng tới 1.000 tỷ đồng, nhưng vốn của 3 thành viên sáng lập vẫn chỉ dừng ở 20%. Nói một cách khác, 80% còn lại, tức là khoảng 800 tỷ đồng, là của những cá nhân khác mà cơ quan truyền thông chính thức chưa tiết lộ với ai. Dẫu vốn điều lệ với cả 1.000 tỷ đồng, nhưng công ty Việt Á vẫn chỉ mượn một địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh làm địa chỉ chủ sở chính, chứ không đặt văn phòng gì cả.
Và tại sao một doanh nghiệp như thế lại liên tục được chọn làm nhà thầu cho các gói thầu lớn của nhiều cơ sở y tế quy mô cực lớn như Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội, Quân y viện 175 ở Thành phố Hồ Chí Minh và số dự án lên tới 1.500 dự án? Và tại sao chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc một doanh nghiệp như thế lại trở thành cổ đông chiếm tới 30% vốn của công ty cổ phần công nghệ sinh học VinBiCare, một doanh nghiệp được Vingroup thành lập để sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu? Liệu việc này có liên quan đến bàn tay ma quái của ông Phạm Nhật Vượng hay không? Vào hồi tháng 6 năm nay, tức là năm 2021, khi đưa tin về sự ra đời của VinBiCare, báo điện tử Infonet gọi ông Phan Quốc Việt là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á, người nắm giữ 30% cổ phần của VinBiCare, là ông chủ kín tiếng trong ngành y tế. Lựa chọn ông Việt và công ty Việt Á làm cổ đông cho công ty sản xuất vaccine của mình, Vingroup có nhắm đến cái mà Infonet gọi là hệ sinh thái và tệp khách hàng đồ sộ của Việt Á hay không? Cho dù đang có rất nhiều cơ quan truyền thông chính thức đang giúp Vingroup giải bày rằng hội đồng quản trị của VinBiCare đã bổ nhiệm bà Lê Ngọc Chi làm tổng giám đốc mới thay ông Phan Quốc Việt. Và ông Việt cũng đã rút vốn và thôi không là thành viên góp vốn tại VinBiCare và không còn bất cứ liên quan nào đến công ty này. Nhưng chẳng lẽ chỉ cần như thế thì không cần tìm câu trả lời cho những thắc mắc liên quan đến cuộc hôn nhân giữa VinBiCare và công ty Việt Á này hay sao? Phải chăng phía sau là cả một âm mưu đen tối đang được che giấu? Cách đây khoảng 3 tháng, lúc mà người dân chúng Việt Nam đang xôn xao trước những dấu hiệu một số cá nhân, nhóm đã sử dụng chủ trương thần tốc xét nghiệm diện rộng để làm giàu, một số Facebook đã công bố hai trang của công văn số 7263 mà Bộ Y tế gửi một phó thủ tướng tên là Lê Minh Khái xin ý kiến về phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt để mua sinh phẩm xét nghiệm COVID-19. Bản chụp công văn ký vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 này có đề cập đến chuyện Vingroup không phải là nhà thầu, không có kinh nghiệm trong bán sinh phẩm xét nghiệm, nhưng Bộ Y tế đề xuất áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu Thầu, tức là chỉ định thầu cho Vingroup cung cấp tất cả vài chục triệu bộ kit xét nghiệm cho các tỉnh Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai với tổng số tiền lên tới 2.000 tỷ đồng. Trong văn bản này, Bộ Y tế còn đề xuất mua hơn 105 triệu bộ test kit kháng nguyên. Mua của Vingroup mới 25 triệu bộ test mà ngốn gần 2.000 tỷ đồng. 105 triệu bộ test kia không biết mua của ai và giá cả ra sao. Giá test nhanh bán trong siêu thị ở Đức giá chỉ có 0,95 euro, tức là chưa đầy 1 euro, mua với số lượng hàng triệu thì có thể rẻ nữa tầm có 17.000 đồng Việt Nam mỗi bộ. Bộ Y tế có văn bản xác định thanh toán tại bệnh viện là 238.000 đồng, có bệnh viện thì tính 300.000 đồng, thậm chí có nơi 400.000 đồng. Rõ ràng họ dùng test như chơi một cánh xì phé. Cốt át chủ bài là do nhà nước quyết định cấp giấy mới cho ra đường nhằm đánh vào nhu cầu đi lại làm việc kiếm ăn một cách chính đáng của toàn thể người dân. Ai có lợi không biết, chỉ biết dân suốt ngày bị đè ra, chọt chọt mũi. Nhiều chuyên gia đã lên án việc chọc là không hiệu quả, lãng phí, là nguyên nhân của dịch lây lan nhưng dừng sao đặng khi mà họ đã đặt một số lượng kit test nhiều như thế. Trong khi Bộ Y tế im lặng thì vào ngày 2 tháng 10 năm 2021, đột nhiên tờ Thanh Niên giới thiệu một cuộc phỏng vấn mà ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Vingroup dành cho tờ báo này. Qua cuộc phỏng vấn đó, ông Quang khẳng định Vingroup không trục lợi trong việc được Bộ Y tế chọn làm nhà thầu cung cấp COVID-19 test kit. Theo ông Quang, vì dịch bệnh leo thang, nhu cầu khẩn cấp, nên Bộ Y tế đã vận động các doanh nghiệp tự ứng kinh phí ra nhập khẩu các bộ test về rồi chuyển giao lại cho bộ với giá phi lợi nhuận. Bộ Y tế sẽ làm các thủ tục mua sắm đấu thầu để tiết kiệm thời gian. Cũng theo ông Quang, Vingroup chỉ mới nhập về 15 triệu bộ và đang chào bán cho các địa phương, đơn vị trong nước theo đúng quy định về đấu thầu. Dù ký hợp đồng trực tiếp với hãng SD Biongenzo của Hàn Quốc, không qua bất cứ trung gian nào để nhập về với giá 61.000 đồng một bộ, nhưng để hỗ trợ các địa phương, Vingroup quyết định tài trợ một phần chi phí để bán bộ test kit với giá 44.000 đồng một bộ.
Trong khi đó, mua tại Đức chỉ có khoảng 17.000 đồng một bộ. Ông Quang nhấn mạnh rằng Vingroup không lấy đồng lãi nào và rất phẫn nộ trước những quy định và những quy trục Vingroup trục lợi. Và đó là những quy trục hồ đồ, thiếu lương tâm với tâm huyết chống dịch từ trước đến nay của Vingroup cũng như của các doanh nghiệp khác. Nay khi thông tin bùng nổ mới thấy rằng quá nhiều chuyện về bộ kit xét nghiệm Việt Á mà báo chí nói dối trắng trợn từ trước đến nay, đặc biệt là những tờ báo Nhân dân và các báo chí của Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 12 năm 2021 với bản tin Scandal Việt Á, ai điều khiển từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.